Vâng, Quỳnh Trâm xin mến chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của iShop LSTV trên băng tần 57.7. Và thưa quý vị đã quen thuộc với gương mặt của chị Bảo Thi vì chị đã mang tới cho quý vị rất là nhiều cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của mình. Chính mẹ Quỳnh Trâm cũng đã tới với chị Bảo Thi sau mà khi xem những chương trình của chị và mua những sản phẩm rất là có lợi cho sức khỏe. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Trâm được hân hạnh ngồi bên cạnh chị để giới thiệu cho quý vị một sản phẩm dược thảo rất là tốt cho những người có chứng đầy hơi hoặc là ợ chua. Và cái sản phẩm này tên là Episolve GI, và chị Bảo Thi sẽ gửi đến quý vị những cái chi tiết về cái sản phẩm này. Bảo Thi xin kính chào khán giả thân thương của iShop LSTV. Quỳnh Trâm biết ở trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người ở chúng ta trên đất Mỹ này, nhất là người Việt Nam mình nữa, về cái chứng mà đau bao tử mà dư axit á, Quỳnh Trâm biết không, ngay cả bản thân Bảo Thi cũng bị nữa. Nhưng khi mà chúng ta uống thuốc Tây vô thì nó có những cái side effect giống như sau khi mình uống đó, nó làm cho mình rất là khó chịu quý vị. Mình sẽ không được chữa trị giống như là tốt để mà nó lấy được cái axit ra ngoài cho mình. Vâng. Mặc dù là mỗi ngày đó Thi phải uống một viên Prilosec, nhưng mà lúc mà Thi ăn đó vẫn bị đầy hơi và nó làm cho mình khó chịu lắm. Thì hôm nay một bác sĩ đã chế tạo được một lọ thuốc dược thảo Episolve GI. Thì trong đây thì còn Quỳnh Trâm biết nó gồm có những cái chất để mà lấy cái axit ra ngoài cho chúng ta. Cho Quỳnh Trâm hỏi là tại sao mà cái thuốc này nó tốt hơn so với những thuốc khác mà chị đang sử dụng? Thi biết rằng là nó tốt tại vì chính bản thân Thi đã xài qua cái sản phẩm này, và một lọ mà bác sĩ đưa cho Thi dùng hôm nay Thi còn có 2 viên thôi quý vị. Chỉ còn có 2 viên thôi và cái chứng dư axit của Thi nó hạ xuống cho Thi. Chính Thi cũng nói chuyện trực tiếp với bác sĩ luôn đó Quỳnh Trâm. Thì bác sĩ nói là trong đây bác sĩ dùng cái dầu olive tự nhiên. Mà Quỳnh Trâm biết trong cuộc sống của chúng ta, trong cái thực phẩm ăn uống của chúng ta thì cái dầu olive là cái dầu quan trọng nhất để mà đưa vào cái cơ thể của chúng ta để giúp cho chúng ta cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta tốt hơn, và cũng ngay cả những cái cholesterol của chúng ta cũng sẽ tốt. Bác sĩ này tạm gọi đây là một cái loại viên thuốc để mà giúp cho người ta lấy cái chứng dư axit ra ngoài rất là hiệu quả. Và quý vị biết khi mà trong một cái viên thuốc như vậy thì Quỳnh Trâm biết và quý vị biết là nó gồm có dầu olive, canxi carbonate, và cái chất giữa dầu ô liu và calcium carbonate, thì tất cả những chất này sẽ giúp cho chúng ta lấy được cái axit ra ngoài. Và khi các chất này vô trong cái bao tử của chúng ta, từ trên khi chúng ta ăn vô đi từ cái cuống họng đi xuống thì tới qua thực quản, thì cái dầu ô liu này vô nó sẽ tráng cái thực quản cho chúng ta và tráng luôn cả ngay trong lòng cái bao tử của chúng ta. Quỳnh Trâm biết dầu thì không bao giờ hòa tan trong nước. Vâng. Khi mà dầu ô liu mà vô trong cái bao tử của chúng ta thì nó sẽ cách biệt ra với nước để mà nó bám ngay vô trong cái lòng bao tử và cái thực quản của chúng ta, để nó ngăn cách giữa cái niêm mạc và cái axit không hòa lẫn với nhau, để mà cái niêm mạc nó sẽ bám vô trong cái bao tử và cái thành bao tử và cái thành thực quản. Để làm gì? Quý vị biết khi mà quý vị bị dư axit thì rất là nguy hiểm. Khi quý vị ăn đồ chua nè, ăn đồ cay nè, quý vị sẽ không tiêu, và chính cái axit nó sẽ làm cho quý vị bị loét bao tử về sau này nếu quý vị không chữa trị và quý vị không dùng những cái viên thuốc tiêu biểu giống như là Episolve GI này. Khi chúng ta ăn dầu ô liu, chúng ta biết là chúng ta bị dư axit cần phải lấy ra, phải có dầu ô liu vô để nó tráng, để nó không có bị loét bao tử. Thì bác sĩ đã cho chúng ta được những cái lượng dầu ô liu trong mỗi một viên như vậy. Quỳnh Trâm biết trong mỗi một viên như vậy thì cái lượng ô liu bác sĩ đã đong đo đếm đầy đủ, chỉ định sẵn rồi, chỉ định là trong đó, để khi chúng ta trước khi ăn và sau khi ăn chúng ta có thể uống từ 2 tới 4 viên, từ 2 tới 4 viên trong một bữa ăn nha quý vị. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta đưa đủ cái dầu ô liu để tráng cái bao tử của chúng ta và giúp đẩy liền ngay cái axit ra và chống ngay những cái tình trạng mà bị viêm, bị loét đó Quỳnh Trâm. Vâng. Như vậy đó thì một ngày mình được uống mấy lần hả chị Thi? Một ngày đó thì chúng ta có thể ngày thường thường người Việt Nam chúng ta thì ăn 3 bữa đầy đủ. Vâng. Thì chúng ta có thể uống trước hoặc sau bữa ăn từ 2 tới 4 viên. Như vậy là 3 bữa ăn chúng ta có thể
uống được 12 viên. Một ngày chúng ta không nên uống quá 12 viên, theo bác sĩ nói chuyện với bà Thi. Vâng, như vậy đó thì cái dược phẩm này đó mình có thể uống để mà ngăn ngừa cái chứng viêm loét bao tử. Nếu như một người mà đã bị viêm loét rồi thì có được uống hay không? Khi mà người viêm loét rồi chúng ta cần phải uống nữa. Cần phải uống để chi? Để chính cái dầu ô liu vô nó sẽ giúp cho chúng ta những cái chỗ nào mà chúng ta chưa bị loét, hoặc là nó sẽ làm lành ngay cái loét bao tử cho chúng ta. Nếu quý vị nào mà muốn thấy Bảo Thi mà nói từ nãy tới giờ mình có triệu chứng bị dư axit, bị viêm loét bao tử, hoặc là chúng ta bị ợ chua đầy hơi, thì quý vị gọi ngay cho iShop LSTV ở số phone 866-328-3434. Cái offer rất là đặc biệt cho ngày hôm nay đó là nếu mà quý vị mua mua ba thì sẽ được tặng một chai, phải không ạ? Đúng rồi, quý vị nhớ là chúng ta mua 3 chai Episo GI thì chúng ta được tặng ngay cho một chai. Ngày hôm nay quý vị gọi vô ngay đi, chúng ta sẽ có promotion mua 3 và extra thêm một cho quý vị, với cái giá tiền rất rẻ, quý vị chỉ có 19.99 thôi. Vâng, và hai ổ bánh mì. Hai ổ bánh mì. Và quý vị và Quỳnh Trâm biết không, chúng ta ngay cả trong cái iShop LSTV này, bác sĩ đã chú tâm và theo dõi trên website thì thấy iShop LSTV đã từng đem tới những chai thuốc rất là giá trị và rất là hữu hiệu. Thì bác sĩ có đề nghị là bác sĩ sẽ cho ưu tiên độc quyền cho iShop LSTV phân phối trên toàn nước Mỹ, đặc biệt nha, tiếng Mỹ gọi là distributor đó. Vâng. Thì quý vị gọi ngay, và quý vị nào muốn làm đại lý để giúp cho những bệnh nhân giống như là bị dư axit mà nó làm cho chúng ta quá khó chịu. Và quý vị nhớ rằng như Bảo Thi uống đó, cái kinh nghiệm của Bảo Thi uống đó Quỳnh Trâm, là tối Bảo Thi ăn xong rồi Bảo Thi uống 2 viên hoặc 4 viên thì ngủ rất ngon. Tại vì khi mình uống 2 hoặc 4 viên cái Episo GI này vô đó, thì nó giúp cho chúng ta ngay trong giấc ngủ chúng ta, nó làm việc cho chúng ta. Khi chúng ta ngủ thì nó làm việc bằng cách là nó sẽ không làm cho cái sự trở lại của trào axit ra, và nó chống ngay được cái bệnh viêm loét bao tử cho chúng ta. Và rất là tốt. Đó là cái mà làm cho cái sản phẩm Episo GI này hình như là nó single out from mấy cái product khác. Yeah. Tại vì là nó có cái hiệu quả dài hơn, phải không chị? Đúng rồi, nó có cái hiệu quả là nó sẽ ngăn chặn ngay cái sự viêm loét và sự trở lại của axit trong thời gian rất là dài cho chúng ta. Nên chúng ta mỗi ngày chúng ta cứ uống vô là chúng ta uống dầu olive và thêm chất canxi cũng như là chất calcium carbonate. Thì quý vị biết nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và đây là hoàn toàn là dược thảo nha quý vị. Tất cả là dược thảo bằng dầu olive tự nhiên, như bác sĩ nói là thiên nhiên, không có hóa chất ở trong này. Thì quý vị thân mến, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu hoặc biết thêm chi tiết, quý vị cứ gọi vô cho iShop LSTV 866-328-3434, 866-328-3434, gọi vô ngay để có cái giá rất đặc biệt 19.99 mà quý vị được mua 3 tặng 1 nha quý vị, mua 3 tặng 1. Vâng, sau đây Quỳnh Trâm xin mời quý vị theo dõi phần bảo trợ thương mại. Trở lại, Quỳnh Trâm và Bảo Thi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một sản phẩm khác.